Em ký trước cái gì? Ừ, em ký trước. Hả? Ba tờ, ba. Sao lại thiếu à? Hả? Từ ngày em bay ấy. Vai trong này bầu lấy luôn. Siêu. Cái tên ký này KTM. KTM à? Thế về trả để cho tiền vào cái ATM đi, còn đi nữa đi làm cố gắng. Mượn tiền thì một lúc nào cái này cho mượn trăm mãi cả, cho mượn trăm chiêu đào nó mới được mượn. Mà chưa thì trả đúng không? Mượn mượn chứ này cái cấu này nghe còn quen nữa. Cái này là đề nghe còn quen nữa. Dạ. Tí nữa ký sau chị ạ. Em gì cho. Ở đây các bạn cần bố mẹ trẻ nhỉ? Các bạn 2005 bố mẹ trẻ. Rồi. Xong rồi An đọc hết hay bố cũng đọc? Bố cũng đọc ạ. Bố em đọc được. Ừ, em đọc hết được. Còn gặp chị Hoa nữa chưa về được. Chị Hoa có ký gì đấy đâu. Có. Chị Hoa là xong rồi. Chờ thì à, em ký trước đi cho bố ký xong lúc nào chị được ký gì. Em đọc đi từ Cộng Hòa luôn nhá. Từ Cộng Hòa luôn. Ừ. Cộng Hòa rồi nghĩa Việt Nam rồi tôi hạnh phúc giấy vay nợ Hà Nội ngày 9/10/2023 bên vay mà Nguyễn Mạnh An dính ngày 18/10/1996 số hộ chiếu E00759461 cấp ngày 31/8/2023 nơi cấp cục quản lý xuất nhập cảnh hộ khẩu thường trú An Châu Nguyên Cang Nghi Yên Nam Định tên chủ sử dụng Lại Lê Tân công ty môi giới Đài Loan Quế Thành năm 3 năm ngày dự kiến bay là 17/10/2023 bên cho vay ông bà Nguyễn Xuân Hiếu sinh ngày 5/5/1987 số căn cước công dân 02508700614 ngày 17/2021 nơi cấp cục quản lý xuất cục quản lý hành chính về trật tự xã hội hộ khẩu thường trú Tân Tây Đô Tân Lập Nam Phượng Hà Nội bên bảo lãnh ông bà Nguyễn Văn Đài sinh ngày 2/2/1975 số căn cước công dân 0360 7500 8793 cấp ngày 28/6/2021 nâng cấp Nguyễn Cang Nghi Nam Định hộ khẩu thường trú An Châu Nguyễn Cang Nghi Nam Định quan hệ với người vay tiền là bố của Nguyễn Mạnh An số điện thoại 0964420673 số tiền vay là 200 triệu Việt Nam đồng lãi suất 0%, thời hạn vay 6 tháng kể từ ngày xuất nhập cảnh, hết hạn hợp đồng vay là ngày 17/4/2024 nhằm mục đích sang Đài Loan không bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bỏ trốn tại công ty nhà máy viện dưỡng lão chủ sử dụng cư trú bất hợp pháp, công ty xuất khẩu lao động yêu cầu ông bà Nguyễn Mạnh An phải đặt cọc 200 triệu đồng, công ty xuất khẩu lao động nhưng ông bà Nguyễn Mạnh An không thể chuẩn bị được số tiền cọc trên nên nhờ ông Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 1987 cho vay số tiền. Cam kết của người bảo lãnh tôi là Nguyễn Văn Đài xin đứng ra bảo lãnh cho người nhà tôi là Nguyễn Văn Đài vay số tiền vay số tiền là 200 triệu đồng với lãi suất 0% trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xuất nhập cảnh mà ông bà Nguyễn Mạnh An
bỏ trốn khỏi nơi làm việc, trở thành lao động bất hợp pháp thì tôi Nguyễn Văn Tài sẽ phải trả số tiền cho ông Nguyễn Xuân Hiếu trong vòng 3 ngày để từ ngày chủ sử dụng thông báo bỏ trốn. Nếu tôi không trả số tiền trên thì ông Nguyễn Xuân Hiếu có quyền đến tịch thu tài sản, nhà, cửa, đất đai với giá trị tương đương 200 triệu đồng mà tôi không được phép kiện tụng bất kỳ điều gì. Tôi tự nguyện để lại các giấy tờ gốc hàng xong chưa? Sau để đảm bảo căn cước công dân Nguyễn Văn Đại, căn cước công dân Nguyễn Mạnh An, giấy khai sinh Nguyễn Như Quỳnh, giấy khai sinh Nguyễn Trúc Mai, giấy đăng ký kết hôn. Cam kết của bên cho vay đến ngày 17 tháng 4 năm 2024, ngày hết hạn hợp đồng vay tiền 6 tháng, ông bà Nguyễn Mạnh An không bỏ trốn thì giấy vay nợ này vô giá trị, không còn nợ bất kỳ một đồng nào với ông Nguyễn Xuân Hiếu, và mọi giấy tờ mà bên vay để lại sẽ được hoàn trả đầy đủ. Sợ nói miệng không có bằng chứng nên chúng tôi lập giấy vay tiền này làm chứng kèm theo video cam kết của người bảo lãnh. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 năm 2023. Giấy vay nợ này được in thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau. Hai bố con hiểu rõ chưa? Được.